gì mà gọi to thế? Mẹ có thấy tham kiếm của con đâu không? Mẹ có chơi đâu mà mẹ biết? Thế con để ở đâu mà tìm không thấy? Con không nhớ. Giờ con không có cái gì để chơi hết. Thì kệ Bi. Nope. Bi tự tìm cái gì mà chơi đi. Mẹ làm gì cho con chơi đi? Sẽ làm suốt thế. Thôi được rồi, nhưng mà lần này không được làm bất nghe đó chưa? Yes, mẹ. Để chờ mẹ xíu. Ta sử dụng một đoạn tre nhỏ để làm trò chơi. Cắt đoạn tre thành những khúc nhỏ như thế này. Cắt hai khúc dài hơn và đục lỗ để làm thân. Dùng nắp chai để làm đầu và thân cho người rối. Dùng dây để nối các bộ phận của người rối lại với nhau. Gót thêm hai thanh đao bằng tre và cố định vào tay. Hoàn thiện nốt phần đầu của người rối, ta sẽ được một người rối hoàn chỉnh. Dùng thêm bìa cắt tông để làm phần đế cho người rối di chuyển dễ dàng. Để chơi, ta di chuyển các dây ở phía dưới. Ra đây. Yes, dạ mẹ. Ui, trò này là trò gì vậy mẹ? Đây chính là trò chơi cuộc chiến đấu của người dối. Bây giờ con với mẹ bắt đầu vào trận chiến. Yes. Ai làm rơi đầu của đối phương trước, người đó chiến thắng. Được quân của con. Trận tiếp theo con sẽ thắng. Còn lâu, cứ đợi đấy. Hãy đầu hàng đi. À? Yeah, hai trận toàn thắng. Yeah, vô địch. Yeah. Đấu tiếp đi mẹ, con phải thắng được một trận danh dự. Cũng có khí chất đấy. Chơi luôn đi. Nhưng mẹ vẫn thắng hai trận nhá. Nhưng chiến thắng cuối cùng của con vẫn oanh liệt nhất. Oanh liệt thì vẫn thua.